Nga cảnh báo sẽ nổ súng nếu bị xâm phạm lãnh hải. Đức kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng với Ukraine. Giá thực phẩm tăng vọt ở Ukraine giữa căng thẳng với Nga. G7 cảnh báo Nga. Vụ lừa đảo lớn nhất từ trước tới nay tại Ấn Độ. Ấn Độ cấm cửa 54 ứng dụng Trung Quốc. Mảnh vỡ tàu vũ trụ của Trung Quốc sắp va vào mặt trăng. Điểm tin trong nước. Chuyên gia khuyến nghị không tách luật giao thông đường bộ gặp khó trong việc mua xăng dầu, nhiều người ở An Giang phải dắt xe đi bộ. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết của mục điểm tin sáng ngày 15 tháng 2 của DKN TV. Mở đầu chương trình là phần điểm tin quốc tế. Nga cảnh báo sẽ nổ súng nếu bị xâm phạm lãnh hải. Kính thưa quý vị, Cục phó Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga, tướng Stanislav Gajima Gomedov nói rằng Moscow sẵn sàng nổ súng nếu tàu thuyền và tàu ngầm nước ngoài tiến vào vùng lãnh hải của Nga trái phép. Hãng thông tấn Interfax đưa tin vào ngày 14 tháng 2. Tuy nhiên, quyết định như vậy chỉ có thể được thực hiện ở cấp độ cao nhất, theo Reuters. Bình luận được đưa ra hai ngày sau khi Moscow nói rằng một tàu hải quân của Nga đã truy đuổi tàu ngầm Mỹ trong vùng biển của Nga ở khu vực Thái Bình Dương. Washington đã phủ nhận có hoạt động quân sự trong lãnh hải của Moscow. Căng thẳng giữa Nga và phương Tây ở biên giới Ukraine nóng lên trong tuần này, khi Mỹ và đồng minh cho rằng Moscow sắp sửa phát động tấn công. Hãng tin Interfax dẫn lời ông Gatsima Gomedov cho biết, Nga có khả năng đối đầu với hạm đội Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic, nhưng không đủ lực lượng trên Thái Bình Dương. Tất cả hạm đội Nga đã đang tiến hành tập trận trong nhiều tuần ở nhiều khu vực khác nhau trên Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đen của Nga đã khiến Ukraine lo ngại, Moscow có thể lấy việc tập trận để hạn chế tàu thuyền các nước khác đi lại. Theo Foreign Policy, Nga đã tuyên bố một vùng biển rộng quanh bán đảo Crimea và cảng Odessa, Ukraina không an toàn cho tàu thuyền đi lại trong thời điểm Moscow tập trận. Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba đã lên án hành động của Moscow, nói rằng Nga đang tiến hành chiến tranh hỗn hợp, gây ảnh hưởng đến kinh tế và thương mại cho Kiev. Tiếp tục với một diễn biến có liên quan. Đức kêu gọi Nga xuống thang căng thẳng với Ukraina Thưa quý vị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Nga nhanh chóng đưa dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc khủng hoảng biên giới với Ukraine khi ông bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Kiev và Moscow. Chúng tôi khẩn trương mong chờ các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng từ Moscow. Bất cứ hành động quân sự nào sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng cho Nga. Ông Scholz đăng Twitter vào ngày 14 tháng 2 trước khi bay đến Ukraine. Tôi hoàn toàn đồng ý với các đồng minh của chúng tôi về điều này. Chúng tôi đang gặp phải mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với hòa bình của châu Âu. Thủ tướng Đức cho biết thêm. Ngoài ra, theo hãng tin AFP, ông Scholz còn bày tỏ quyết tâm hỗ trợ Ukraine và cảnh báo sẽ áp đặt ngay lập tức các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong trường hợp Moscow động binh. Cũng theo tin từ AFP, ông Scholz đã hạ cánh xuống thủ đô Kiev của Ukraine trong ngày 14 tháng 2 để hội đàm cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai nhà lãnh đạo Đức và Ukraine sẽ họp báo sau khi kết thúc cuộc họp kín. Sau đó, vào ngày 15 tháng 2, ông Scholz sẽ đến Moscow để nói chuyện với Tổng thống Nga Putin. Theo trang Euronews, chuyến đi tới Kiev và Moscow của ông Scholz là chuyến đi mới nhất trong một loạt cuộc gặp giữa các đồng minh phương Tây với giới chức chính phủ Nga. Trong nỗ lực nhằm giảm leo thang của khủng hoảng Ukraine thông qua đối thoại và đe dọa trừng phạt Nga. Tiếp tục liên quan đến tình hình Ukraine Giá thực phẩm tăng vọt ở Ukraine giữa căng thẳng với Nga Kính thưa quý vị, giá thực phẩm ở Ukraine đã tăng đột biến trong tháng 1. Trong bối cảnh giá khí đốt tăng và dư luận quốc tế lo lắng về nguy cơ xung đột giữa Nga và Ukraine, theo đài Achi, cơ quan thống kê nhà nước Ukraine cho biết, trong tháng đầu tiên của năm 2022, giá thực phẩm đã tăng 2,5%, trong đó giá bánh mì tăng 1,9% trong một tháng, giá trứng tăng 3,9% và giá rau tăng 20,5%. Chỉ có giá bơ và đường là rẻ hơn giá thực phẩm tăng đã gây khó khăn cho các hộ gia đình. Chi phí thực phẩm hàng tuần của người Ukraine đã tăng trung bình từ 10 đến 15 đô la Mỹ. Do đó, giá thực phẩm ở Kiev gần bằng giá ở Moscow, thành phố cũng đang chứng kiến giá của các sản phẩm cơ bản đều tăng, trong khi mức lương trung bình ở Ukraine thấp hơn nhiều so với ở Nga tờ Strana của Ukraine đã so sánh giá cả tại các cửa hàng Auchan ở hai thủ đô bằng cách quy đổi đồng rúp của Nga sang đơn vị tiền tệ của Ukraine. Kết quả là ở Kiev, giá bánh mì đắt gấp đôi. Giá thịt gà, sữa, dầu thực vật, mì ống, cà rốt, hành tây và dưa chuột ở Ukraine cũng đắt hơn, trong khi ở Moscow, giá của khoai tây và cà chua thì đắt hơn. Giá kiểu mạnh bắp cải và trà gần như bằng nhau ở cả hai thành phố này. Tỷ lệ tăng giá đã đòi hỏi chính phủ ở cả hai nước can thiệp. Vào tháng 1, các nhà chức trách Ukraine đã đưa ra quy định tạm thời về giá đối với các sản phẩm cơ bản và giảm giá khí đốt cho các nhà sản xuất. Hai tháng trước đó, chi phí gia tăng đã khiến Ngân hàng Trung ương Nga kêu gọi hành động ngay lập tức để giảm giá các loại thực phẩm cơ bản. Giá thực phẩm ở Ukraina leo thang trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Nga. Ukraina và các nước phương Tây đã cáo buộc Nga có ý định xâm lược Ukraina khi điều quân mạnh tới khu vực biên giới với nước này. Trong khi đó, Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định không có ý đồ tấn công quốc gia nào và có toàn quyền điều binh sĩ trong phạm vi lãnh thổ. Hàng loạt động thái đã diễn ra giữa lãnh đạo các nước liên quan để giải quyết căng thẳng. Tiếp tục một diễn biến có liên quan G7 cảnh báo Nga Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc nhóm G7 đã cảnh báo Nga sẽ gặp hậu quả kinh tế khổng lồ nếu như tấn công Ukraine. Họ đồng thời cũng hứa hẹn sẽ ủng hộ nền kinh tế của Kiev. Việc quân đội Nga tập trung gần biên giới Ukraine gây ra quan ngại nghiêm trọng. Chúng tôi, các Bộ trưởng Tài chính G7 khẳng định, sẵn sàng hành động nhanh chóng và dứt khoát để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine nhóm này nói trong tuyên bố ngày 14 tháng 2, Reuters đưa tin. Bất cứ hành động gây hấn quân sự nào mà Nga thực hiện đối với Ukraine sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ và đồng loạt, nhóm bộ trưởng cho biết thêm. Chúng tôi sẵn sàng chung tay áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế tài chính để gây ra hậu quả khổng lồ và tức thì lên nền kinh tế của Nga, tuyên bố viết. Dù vậy, tuyên bố cũng nhấn mạnh ưu tiên lập tức lúc này là ủng hộ các nỗ lực giảm căng thẳng tình hình nhóm G7 gồm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Pháp, Canada, Italia và Liên minh châu Âu đã đưa ra tuyên bố trên trong lúc ngày càng có lo sợ về việc Nga sẽ tấn công Ukraine có thể là trong tuần tới. Trước đó vào hôm 13 tháng 2, Washington đã cảnh báo Nga hiện có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào dựa trên một cái cớ bất ngờ các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục diễn ra giữa Nga và các nước phương Tây, nhưng cho tới nay vẫn chưa hề có đột phá. Cho là có quy mô lớn nhất trong lịch sử của nước này. Vụ lừa đảo có liên quan đến công ty đóng tàu ABG Shipyard. Ngoài ngân hàng trung ương Ấn Độ, nạn nhân của vụ lừa đảo này còn có 27 thể chế tài chính khác với tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Theo kết quả kiểm toán do EARN Tenjong thực hiện và được Ngân hàng Trung ương Ấn Độ công bố hồi cuối tuần qua, ICICI Bank là nạn nhân lớn nhất của ABG Shipyard khi bị mất hơn 900 triệu đô la Mỹ. Tiếp sau đó là công ty bảo hiểm LIC với 500 triệu đô la Mỹ và Ngân hàng Trung ương Ấn Độ là gần 400 triệu đô la Mỹ. Cục Điều tra Trung ương cho biết, ABG Shipyard đã chuyển hướng hoạt động và biển thủ các khoản quỹ đầu tư trong khoảng thời gian kể từ năm 2012 đến năm 2017, ngay cả khi các ngân hàng cho vay đã nỗ lực giải cứu công ty này vỡ nợ, cũng như cứu công ty thoát khỏi nguy cơ phải thanh lý tài sản. Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã thông báo với phía cảnh sát về hành vi lừa đảo của ABG Shipyard cùng với các chi nhánh của công ty này tại nước ngoài. Năm giám đốc cùng với một số quan chức và các cá nhân liên quan. Trước đó vào ngày 12 tháng 2, cục điều tra trung ương Ấn Độ đã tiến hành lục soát 13 địa điểm, trong đó có cả các văn phòng công ty và nhà riêng của các giám đốc, thu thập chứng cứ về hành vi lừa đảo. Tiếp tục một diễn biến có liên quan, Ấn Độ cấm cửa 54 ứng dụng Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Ấn Độ đã cấm 54 ứng dụng của Trung Quốc, trong đó có các phần mềm chụp ảnh vì lo ngại nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. 54 ứng dụng này bị cáo buộc chiếm nhiều quyền quan trọng khác nhau và thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Dữ liệu được các ứng dụng này thu thập đang bị sử dụng sai mục đích và được truyền về các máy chủ đặt tại các quốc gia đối thủ. Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố vào ngày 14 tháng 2. Trước đó vào tháng 6 năm 2021, Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng di động của Trung Quốc, bao gồm các nền tảng mạng xã hội được sử dụng rộng rãi như TikTok, WeChat và Hello với lý do đe dọa chủ quyền và an ninh quốc gia. Ấn Độ đã chặn 321 ứng dụng kể từ khi nổ ra căng thẳng biên giới với Trung Quốc vào tháng 5 năm 2020. Đợt cấm đầu tiên được công bố vào tháng 6 năm 2020, vài ngày sau khi 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Thung lũng Ganwan ở phía đông Ladakh. Tiếp theo chương trình là một tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc mảnh vỡ tàu vũ trụ của Trung Quốc sắp va vào mặt trăng. Thưa quý vị, một mảnh vỡ từ tàu vũ trụ của Trung Quốc được cho là sẽ đâm vào mặt trăng vào ngày 4 tháng 3 tới đây và tạo ra một miệng núi lửa có đường kính khoảng 20 mét. Ông Bin Gray, nhà phát triển phần mềm về thiên văn học, mới đây đã xác nhận rằng vật thể đang di chuyển tới gần mặt trăng chính là mảnh vỡ từ tên lửa Trường Trinh 3C của Trung Quốc. Đây vốn là mảnh vỡ được phóng từ tàu vũ trụ hàng Nga 5T1 hồi tháng 10 năm 2014. Tàu vũ trụ này chính là phiên bản tiền nhiệm của tàu hàng Nga 5 thực hiện sứ mệnh lấy mẫu vật từ mặt trăng hồi năm 2020. Ông Mark Robinson, giáo sư nghiên cứu về trái đất và không gian tại Trường Đại học Tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, cho hay trên tờ New York Times, dòng vật thể nặng khoảng 4 tấn và di chuyển với tốc độ 9.173 km h sẽ đâm vào vùng tối của mặt trăng vào ngày 4 tháng 3. Dự kiến, nó sẽ tạo ra một miệng núi lửa có đường kính khoảng 20 m trên bề mặt của mặt trăng. Trước đây, ông Gray đã bị nhầm lẫn khi nhận dạng vật thể sắp đâm vào mặt trăng là tên lửa Falcon 9 của SpaceX được phóng từ Cape Canaveral của tiểu bang Florida của Mỹ hồi tháng 2 năm 2015 trong nhiệm vụ triển khai vệ tinh đài quan sát khí hậu không gian sâu của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ. Ông Gray đã đăng thông báo điều chỉnh vào hôm 12 tháng 2. Tuyên bố nói trên được đưa ra sau khi ông Gray nhận được một bức thư của ông John Giorgini, kỹ sư phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA. Theo ông Giorgini, đường bay của vệ tinh đài quan sát khí hậu không gian sâu không quá gần mặt trăng. Do đó, việc tên lửa Falcon 9 của SpaceX bay gần đến mức đâm vào mặt trăng có lẽ là điều không thể xảy ra. Sau đó, ông Gray đã tìm kiếm thông tin về vật thể phóng trước tháng 3 năm 2015 ở quỹ đạo cao ngang qua mặt trăng vị trí mà rất ít tàu vũ trụ có thể đạt được. Cuối cùng, ông kết luận, vật thể sắp đâm vào vùng tối của mặt trăng chính là mảnh vỡ của tên lửa chương trình 3C dựa trên những bằng chứng về quỹ đạo. Tiếp theo chương trình là phần điểm tin trong nước. Chuyên gia khuyến nghị không tách luật giao thông đường bộ Thưa quý vị, việc tách luật giao thông đường bộ sẽ khiến người dân thực hiện một quy định liên quan phải tham khảo hai luật gây phiền toái. Theo ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Tổng cục phó Đường bộ, tại buổi hội thảo lấy ý kiến về Luật Giao thông đường bộ sửa đổi vào sáng qua 14 tháng 2, ông Nguyễn Văn Thanh nói rằng, vận tải đường bộ gồm 4 thành tố cơ bản là người điều khiển phương tiện, phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông, quy tắc tham gia giao thông. Bốn thành tố này có mối quan hệ thống nhất, đòi hỏi nhà nước phải xây dựng hệ thống pháp lý quản lý chặt chẽ tương ứng Hiện nay, luật giao thông đường bộ được sửa đổi theo hướng tách làm hai luật mới là luật đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải soạn thảo và luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ hay luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo. Như vậy, để thực hiện một quy định thì người tham gia giao thông phải tham khảo cả hai luật. Việc tách luật có thể phá vỡ sự đồng bộ về pháp luật giao thông vận tải chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Ông Thanh nêu ý kiến. Chuyên gia này phân tích, nếu tách, thì luật giao thông đường bộ sửa đổi sẽ thiếu hai thành tố quan trọng là quy tắc giao thông đường bộ và người điều khiển phương tiện. Luật này chỉ được gọi là luật kết cấu hạ tầng, không thể gọi là luật giao thông đường bộ sửa đổi. Trong khi đó, luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông lại không phủ hết được các nội dung liên quan, đơn cử như kết cấu hạ tầng. Do đó, chỉ nên gọi là luật an toàn giao thông cho người tham gia giao thông đường bộ. Theo ông Thanh, khi tách luật cũng có thể phát sinh bất cập trong quản lý giao thông đường bộ giữa hai cơ quan. Đơn cử, trước đây Bộ trưởng Giao thông Vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, thống nhất với các chỉ tiêu kỹ thuật của công trình. Nhưng tại dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quy định Bộ trưởng Bộ Công an phải ban hành quy chuẩn này. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhấn mạnh. Yêu cầu quản lý về trật tự an toàn giao thông không chỉ được quy định trong luật bảo đảm an toàn giao thông, mà còn cần được quy định trong xây dựng và quản lý kết cấu hạ tầng, hoạt động vận tải, kiểm tra về an toàn kỹ thuật của phương tiện, quản lý tài xế. Vì vậy, nếu tách thành hai luật, các cơ quan cần giả soát kỹ dự thảo để có sự thống nhất và không phát sinh trồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình triển khai. Trước đó, tại hội thảo ngày 10 tháng 2, cục phó cảnh sát giao thông Đỗ Thanh Bình cho rằng đã đến lúc phải tách luật giao thông đường bộ thành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ. Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi lấy ý kiến các chuyên gia, hai bộ công an và bộ giao thông vận tải sẽ trình chính phủ xem xét hai dự thảo luật trước ngày 20 tháng 2. Tiếp theo chương trình là một tin tức đáng chú ý về tình hình tại Việt Nam. Gặp khó trong việc mua xăng dầu, nhiều người ở An Giang phải dắt xe đi bộ. Dù giá xăng dầu đã tăng cao vào đợt điều chỉnh giá vào ngày 11 tháng 2 vừa qua, tuy nhiên, nhiều cửa hàng xăng dầu ở An Giang hiện vẫn còn bán nhỏ giọt hoặc hết xăng nhưng không treo bảng. Ngày 14 tháng 2, trên địa bàn huyện Tịnh Biên, hiện vẫn còn nhiều cửa hàng xăng dầu bán theo hình thức giới hạn. Khách muốn đổ đầy bình xăng vẫn gặp nhiều khó khăn. Tôi đổ xăng hai lần ở hai cây xăng khác nhau mới đầy bình. Đổ lần đầu được 30.000 đồng rồi chạy tiếp lại cây xăng khác, đổ thêm 40.000 đồng mới đầy bình. Tình hình này không biết bao giờ mới kết thúc. Khách đi đường như tôi thấy rất bất tiện. Anh NBT ngụ ở huyện Tịnh Biên bức xúc nói. Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý Thị trường tỉnh An Giang, đến ngày 14 tháng 2, toàn tỉnh chỉ còn công ty xăng dầu Thu Bảy ở huyện Châu Phú chưa có xăng A95 Cửa hàng dầu khí An Giang số 6 thuộc công ty Vạn Vạn Phúc ở huyện Phú Tân chưa có cả xăng E5 và A95. Ông Huỳnh Ngọc Hồ, phó cục trưởng cục quản lý thị trường tỉnh An Giang cho rằng, thời gian vừa qua, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng là nguyên nhân chính làm cho tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, để xác minh có tình trạng đầu cơ, găm hàng hay không thì chỉ riêng lực lượng quản lý thị trường rất khó khăn để thực hiện có hiệu quả về kiểm tra sổ sách đầu vào đầu ra để đối chiếu với thực tế và kiểm tra bồn chứa. Do đó rất cần sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành. Nếu muốn giải quyết vấn đề này thì không phải chỉ kiểm tra các cửa hàng xăng dầu và các công ty cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh mà còn phải giải quyết vấn đề từ gốc, từ các đầu mối cung ứng lớn hơn. Ông Huỳnh Ngọc Hồ nhận định. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin sáng ngày 15 tháng 2 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.